Sau những sự kiện diễn ra trong phần trước, mối quan hệ giữa lớp E với tập thể trường nói chung và thầy hiệu trưởng nói riêng đã được cải thiện. Thù ngoài đã êm nhưng biến trong chợt đến. Trong lúc đang cùng học trò dọn dẹp nhà kho, thầy Koro đột ngột bị những xúc tu lạ tấn công và bất ngờ ghê vì kẻ ra tay là cô bé xa lánh. Trải qua một thời gian dài quan sát và học tập từ các sát thủ khác nhau đến ám toán Koro Sensei, cô bé đã rút ra được những bài học để chuẩn bị cho ông thầy một cái bẫy hoàn hảo. Koro bị lọt hố, bên dưới phủ đầy hạt anti, trong khi bên trên thì xa lánh liên tục tấn công, lưỡng đầu thọ địch, buộc bạch tuộc hói phải dùng tuyệt chiêu. Kamezoko mất body ẻ để thoát thân. Trước khi rời đi, xa lánh để lại cho Koro một lời tuyên chiến, hứa sẽ sớm trở lại để lấy đầu ông. Để có được cuộc tập kích bất ngờ này, xa lánh đã phải đánh đổi không ít, chưa nói đến việc phải học cách sử dụng xúc tu. Riêng khoản cố kìm nén cơn đau dữ dội rồi cả việc che giấu sát ý của bản thân đã là quá sức đối với một đứa trẻ mới lớn rồi. Vậy hà cớ làm sao mà xa lánh phải chơi canh bạc lớn đến như vậy? Trở lại 2 năm trước, xa lánh vốn là một diễn viên nhí đầy tiềm năng. Cô có một người chị gái tên là Yukimura Aguri, hiện đang làm việc tại một viện nghiên cứu và cũng là cựu giáo viên của lớp 3E. Tuy nhiên một biến cố đã xảy ra khiến Aguri ra đi ngay trước mắt xa lánh bởi một sinh vật kỳ dị mà thông tin duy nhất cô biết về tên sát nhân ấy là mảnh giấy ghi lại muốn làm chủ nhiệm lớp 3E. Trường Kunujigaoka mà hắn để lại, tham vọng trả thù trỗi dậy che mờ ý chí, khiến xa lánh quyết định tìm hiểu, bất chấp những tác dụng phụ mà nó tạo ra, rồi tự tiêm loại thuốc tạo xúc tu vào người, sau đó thay đổi nhân dạng để nhập học tại lớp 3E trường Kunujigaoka. Giờ đây khi thời điểm đã chín muồi, xa lánh càng thêm quyết tâm phải tiêu diệt con quái vật bạch tuộc khói đó cho bằng được. Trở lại tình hình lớp 3E hiện tại, các học sinh bắt đầu tò mò về lời buộc tội của cô bạn và muốn biết rõ hơn về quá khứ của ông thầy. Biết đâu lại tìm được lý lẽ để biện minh thì sao? Thầy Koro cũng không tỏ thái độ từ chối như trước nữa, thay vào đó ông muốn được kể khi lớp E tập hợp đông đủ. Vừa dứt lời, tin nhắn hẹn va chạm của xa lánh đã được gửi đến. Cuộc chiến giữa hai thầy trò được ấn định tại ngọn núi sau trường. Trước khi biến căng xảy ra, cả lớp cố gắng thông não cho cô bạn hiểu, nhưng xa lánh tầm này đã bị mất kiểm soát. Những xúc tu không ngừng hút sự sống của cô bé, khiến thân nhiệt ngày càng tăng cao. Để rồi điều tệ nhất đã xảy ra khi chúng bùng cháy. Đi kèm với đó là sự sống của cô bé cũng dần bị hút cạn. Tuy phải ra sức né đòn của cô học trò, thầy Koro vẫn cố gắng liên lạc với Nagisa cùng các bạn nhằm cứu vãn tình hình. Kế hoạch của ông là để xa lánh đánh vào điểm yếu chí mạng. Chỉ cần trong thoáng chốc cô bé nghĩ mình thắng thì sát khí trong xúc tu sẽ giảm. Đó sẽ là cơ hội để lớp E kéo lý trí của xa lánh lại, để ông thầy có thể phẫu thuật tách xúc tu ra. Biết là thế nhưng nếu làm thì căng phết. Những chiến lược ám sát mà cả lớp học được chẳng thể áp dụng trong trường hợp này. Vậy âm nhạc thì sao? Tại sao không cho xa lánh nghe lửa thù hận bằng con tai nghe One Audio Pro 10? Tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, chất âm hay chuẩn Hi-Res, nhịp bay sống động với mảng loa 50mm, quá thích hợp để thưởng thức phim lẫn chiêu nhạc. Dù trận chiến đang ác liệt thì cũng chẳng phải lo, bởi One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền, với phần dây có thể dễ dàng thay thế. Đã thế lại còn có đệm tai êm ái, mang lại cảm giác thoải mái khi đeo. Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng với con giá hơn 750k. Lớp 3E sẽ có ngay một Zue phát tức thì, nhưng khi vào xem kênh của The Reviewer và lưu mã giảm giá thì con giá chỉ còn có 590k. Bao ngon bao hợp ví. Quay trở lại với phim thì Nagisa đã có cách khác. Ngay khi thầy Koro thành công khống chế xa lánh, Nagisa sử dụng tuyệt kỹ của cô Bích, đá lưỡi thần trưởng, khiến cô bạn Desame mà phê mờ con mắt. Ngay lập tức thầy Koro dùng nhíp nhổ bỏ xúc tu ra ngoài, tạm thời đảm bảo tính mạng cho xa lánh. Tuy đã thành công cứu được cô học trò nhỏ, nhưng tình trạng của bạch tuộc khói lúc này khá căng. Quả này mà ai ra ám sát là cụ dễ đi lắm. Học sinh chắc không đâu, nhưng đồ trắng thì chưa chắc. Mỗi tội khứa này hôm nay hơi lạ. Hắn đến chỉ trườn mặt ra cho thầy Koro nhận người quen. Danh tính của hắn là Yanagisawa, một thiên tài khoa học. Bên cạnh đó hắn còn muốn flex con hàng mới tạo bên cạnh, hẹn thầy Koro một kèo solo vào tháng 3 rồi cứ thế bỏ đi, để lại một dấu chấm hỏi to đùng về mối quan hệ giữa hắn và thầy Koro. Nhưng tầm này đó không phải là mối bận tâm lớn nhất. Thứ mà chúng muốn làm rõ ngay lúc này là tình trạng của xa lánh kìa. Cũng hên là cô bé đã dần tỉnh lại cùng với sự hối hận về những hành động bồng bột của mình. Nhưng Nagisa đã đả thông tư tưởng cho cô, để xa lánh đỡ suy khi trở lại tập thể. Mọi chuyện đã êm, giờ là lúc thầy Koro giữ lời hứa của mình, kể lại toàn bộ câu chuyện về quá khứ cho lớp 3E nghe. Chương trình lật lại quá khứ bắt đầu. Ngày xưa ấy, cụ thể là 2 năm trước, Koro từng là một sát thủ có máu mặt trong giới, với sát danh là Tử Thần. Vì bị học trò phản bội mà Koro đã bị Yanagisawa aka gã đổ trắng bắt và trở thành chuột bạch cho thí nghiệm của hắn. Trong suốt quá trình đó, ông đã gặp Yukimura Aguri, chị gái của xa lánh. Hàng ngày sau mỗi buổi thí nghiệm, Aguri luôn làm công tác kiểm tra cho Koro. Nhờ thế mà họ có cơ hội tiếp xúc nói chuyện và thấu hiểu nhau hơn. Cô gái ấy là hôn thê của đồ trắng, nhưng cả hai đều chẳng yêu thương gì nhau cả. Hắn chỉ coi cô như tệp đính kèm của nhà tài trợ mà thôi. Trải qua không biết bao nhiêu cuộc thí nghiệm vật vã, Koro dần xuất hiện những biến chuyển về cơ thể.
Nhưng biến chuyển lớn nhất là mối quan hệ giữa ông và Aguri. Chính cô đã chuyển động lực làm giáo viên cho Koro. Lửa gần rơm lâu ngày hừng hực giữa hai người dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra, kéo theo những chuyện chẳng may kéo đến. Sau khi 70% diện tích mặt trăng bay màu do thí nghiệm lên chuột bạo phát, đồ trắng đã tiến hành ước tính thời gian hiện tượng xảy ra trên Koro, thì phát hiện thời hạn chỉ còn 1 năm nữa. Ngay lập tức hắn quyết định trừ khử Koro ngay và luôn, trước khi ông thầy trở thành quả bom tàn phá cả trái đất. Nhưng điều đó vô tình bị Aguri nghe được, cô liền báo cho Koro. Sau khi hay tin, ông thầy bắt đầu bộc lộ toàn bộ sức mạnh của mình và bắt đầu phá hủy phòng nghiên cứu, bất chấp lời can ngăn của Aguri trước sức mạnh ghê gớm của con quái vật mình tạo ra. Đồ trắng dù huy động lực lượng với vũ khí liều cao cũng chẳng thể làm gì được Koro đang khát máu. Để rồi một tay Koro đã phá tanh bành tất cả trong tâm tưởng của Koro lúc này. Ông hiểu rằng 1 năm nữa ngỏm hay giờ ngỏm luôn thì cũng như nhau. Tuy nhiên Aguri đã không từ bỏ. Cô muốn cứu lấy linh hồn đang chết mòn kia. Nhưng số trời lại ác. Một cái bẫy phục kích Koro được kích hoạt và nó đã phóng một đường xiên ngang Aguri, ôm lấy người mình yêu trong tay. Koro tự giận mình vì cái mớ xúc tu chỉ phục vụ cho giết chóc chứ không phải là cứu người. Trong khi Koro còn mải tự trách thì Aguri đã gỡ rối tâm trí cho Koro bằng cách gửi gắm đám trẻ ở lớp 3E lại cho ông chăm sóc, hy vọng rằng Koro sẽ dành ra 1 năm cuối cuộc đời của mình để đưa không chỉ học sinh của cô mà cả chính ông ra khỏi bóng tối. Nói rồi, cô cũng nhắm mắt xuôi tay. Sau khi rời khỏi cơ sở nghiên cứu, Koro đã tự thay đổi bản thân để có hình dạng như hiện tại, đồng thời thừa kế ý chí của Aguri, dẫn dắt đám trẻ lớp 3E tới những điều tốt đẹp nhất. Sau khi nghe xong câu chuyện của thầy Koro, một khoảng lặng đã lan rộng trong đám học sinh. Chúng bắt đầu đặt ra những câu hỏi, liệu rằng bản thân có nên tiếp tục ám sát người thầy này nữa hay không? Quyết định của chúng sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của thầy Koro và toàn bộ nhân loại. Vậy nên Nagisa quyết định tập trung cả lớp lại để xin ý kiến. Cậu muốn cứu thầy, dù chưa nghĩ ra cách nào cụ thể. Ý kiến này được khơ khớ học sinh tán đồng, nhưng xen lẫn trong đó vẫn có những ý kiến phản đối. Với lý lẽ là nền tảng mối quan hệ giữa thầy Koro và học sinh dựa trên ám sát, vậy nên thứ họ cần làm là phải ra tay với ông. Kama là người theo chủ trương này. Khứa tóc đỏ cho rằng Nagisa đang quá tự tin vào khả năng của bản thân mà không suy xét kỹ lưỡng mọi chuyện. Hai luồng tư tưởng của hai người đứng đầu lớp va chạm đồm đốp, từ mồm miệng dần chuyển đến tay chân. Trong lúc bầu không khí đang căng thì thầy Koro xuất hiện đem đến giải pháp. Học sinh trong lớp sẽ tùy vào lựa chọn của mình để chọn phe sát hay cứu. Đội nào thắng sẽ được quyền quyết định. Luật chơi sẽ dựa trên luật của trò cướp cờ. Phe nào giành được cờ hay hạ hết địch trước sẽ win. Trọng tài cho cuộc va chạm lần này sẽ là thầy Karasuma. Trong suốt thời gian giao tranh, anh thầy chỉ làm nhiệm vụ kiểm soát người bị hạ, còn những cái khác sẽ không tham gia. Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, hai bên lao vào nhau. Sau một hồi chiến đấu ác liệt, ưu thế có phần nghiêng về phe sát hơn vì họ có Kama là chỉ huy. Tuy nhiên có một người phe địch mà phe sát có muốn cũng chẳng thể đề phòng được, đó là Nagisa, và tất cả đều bị hạ trong chớp mắt. Trong suốt thời gian hai phe giao tranh, Nagisa đã ẩn mình phía sau thầy Karasuma để rình. Giờ đây cuộc chiến sẽ chỉ còn hai người là Nagisa và Kama, hai kẻ đứng đầu của lớp học ám sát. Kama yêu cầu một kèo cận chiến, dĩ nhiên là Nagisa không thể chối từ. Nếu tầm này dùng súng thì khác nào muốn thắng bất chấp. Như thế không thể lấy lòng được tập thể phe sát. Đây sẽ là đoạn kết để quyết định kẻ nào phải phục tùng kẻ nào. Xét về khía cạnh combat trực tiếp thì Kama ao trình hẳn so với Nagisa, nhưng cậu muốn Nagisa phải dùng hết ngón nghề ra, để có thua thì phải phục hẳn hoi. Thế là Nagisa tung hết ngón nghề ra và khống chế hoàn toàn Kama. Với tư thế hoàn hảo này, nếu Nagisa giữ được thì cậu win chặt, hơn nữa còn là thắng tâm phục khẩu phục. Trong lúc cùng quẫn, Kama đã vớ được dao, chỉ cần một chọt là endgame. Nhưng khi cảm nhận được sự quyết tâm của thằng bạn, cậu đã từ bỏ để nhận thua. Hai người đứng đầu của lớp học sát thủ đã hiểu nhau hơn, và không chỉ có họ mà cả lớp cũng đã đoàn kết trở lại. Tuy quyết định cuối cùng của cả lớp là tìm cách cứu thầy Koro, nhưng thầy Karasuma chỉ cho họ 1 tháng để thực hiện. Dù sao mối nguy này cũng cần phải được loại trừ vì sự tồn vong của nhân loại. Sau khi cùng nhau xem những dữ liệu mà AI tìm về, tập thể lớp 3E phát hiện ra có một chuyên đề nghiên cứu nhằm ngăn chặn khả năng tự hủy của thầy Koro của tổ đội bên Mẽo. Giải pháp đã có nhưng lấy được lại quá khó khăn. Chương trình này được nghiên cứu ở trạm ISS. Muốn lấy được nó thì đám trẻ buộc phải du hành vào vũ trụ. Nghe kèo nan thật sự. Nhưng lớp 3E không hề từ bỏ. Chúng muốn hoàn toàn làm chủ mọi cách cho đến khi bất lực mới thôi. Và rồi một kế hoạch đầy táo bạo được Koro Sensei vạch ra. Nhật Bản đang tiến hành thử nghiệm tàu vũ trụ có người lái với đích đến là trạm ISS. Nếu như có hai học sinh chịu thế cho hai hình nộm được sắp xếp, họ sẽ có cơ hội được sao chép dữ liệu thí nghiệm kia. Ngay lập tức cả lớp đi vào chi tiết cho kế hoạch. Hai người sẽ đi lần này là Kama và Nagisa, không thể khác được. Ngày phóng tên lửa đã đến, một nhóm học sinh tiến hành đi vào khu vực kiểm soát nhằm gắn USB dữ liệu của AI để cô nàng hack vào máy chủ điều khiển.
tạo cơ hội cho Nagisa và Kama tiến vào và thế cho hình nộm. Với tốc độ Mach 23, chẳng mấy chốc hai khứa tiếp cận được trạm ISS ngay khi cánh cửa liên kết mở ra. Hai khứa liền tóm ngay một người làm con tin, đồng thời đe dọa đánh bom nếu hội nghiên cứu mẽo không giao ra dữ liệu. Chiêu này của cả hai coi như là vô ích. Với những người ngoài vũ trụ thì tính mạng với họ chẳng đáng để kè nữa. Thay vào đó họ muốn được đàm phán. Kama với khả năng ngôn ngữ của mình đã thuyết phục hội nghiên cứu mẽo về người thầy quái vật mà hai đứa muốn cứu. Cuối cùng thì họ cũng đồng ý. Sau khi hoàn thành quá trình copy, Kama và Nagisa bắt đầu công cuộc trở lại trái đất. AI đã hoàn toàn kiểm soát con tàu khi trở về, cộng thêm sự hỗ trợ của thầy Koro đã giúp cho cả hai hạ cánh thành công. Việc tiếp theo là phân tích những gì đã thu được. Sau khi đọc kỹ những gì được ghi chép, Tóc Bím đã đưa ra kết luận rằng nếu sử dụng đúng liều lượng thuốc được liệt kê, tối đa khả năng tự hủy của thầy Koro chỉ là 1%, thậm chí tuổi thọ của ổng còn có thể lên đến 90 năm. Cả bọn còn yên tâm hơn khi loại thuốc kia đã từng được Tóc Bím điều chế ra. Khỏi nói cũng biết cả lớp mừng rỡ đến thế nào. Nhưng dẫu có 1% đi chăng nữa thì nguy cơ vẫn là nguy cơ. Vậy nên Nagisa cùng cả lớp đã thống nhất sẽ tiếp tục ra sức lấy mạng thầy Koro. Nhưng nếu đến tháng 3 công cuộc này không được hoàn tất thì họ sẽ trở về thành những học sinh và giáo viên bình thường. Dù sao thì ám sát cũng là sợi dây liên kết giữa các cá nhân của tập thể lớp 3E này mà. Sau những chuỗi ngày căng thẳng, sự bình yên đã trở lại với Koro và học trò. Đây cũng là khoảng thời gian mỗi đứa trẻ bắt đầu có định hướng riêng để theo đuổi ngôi trường cao trung hàng mơ ước. Nhờ có sự cổ vũ về cả kiến thức và tinh thần của thầy Koro, tất cả đều đã vượt qua các kỳ thi và đỗ vào các trường mà mình mong muốn. Thời điểm lớp E chuẩn bị tốt nghiệp đã cận kề để lưu lại những kỷ niệm cùng nhau. Ông thầy đã biên soạn kỷ yếu với mớ ảnh chụp mình cùng với đám học trò. Không chỉ vậy, Koro còn tổ chức đi vòng quanh thế giới để có thêm tư liệu. Song song với việc đó, Bạch Tuộc Khói cũng thực hiện những buổi tư vấn hướng nghiệp. Người trước đây vốn rất mông lung như là Nagisa, nay đã có quyết định cho tương lai, cậu sẽ trở thành một giáo viên, kế thừa tư duy giáo dục của ông thầy mình. Và quyết định ấy được Koro Sensei hết sức ủng hộ. Ai cũng biết đây chỉ là bình yên trước cơn bão. Từ ngoài vũ trụ, một vệ tinh đã giáng một chùm sáng xuống khu lớp E, một chùm sáng đặc thù để tiêu diệt loài có xúc tu, trong trường hợp này là thầy Koro. Đó vẫn chưa phải là chiêu bài duy nhất của chính phủ. Họ còn chuẩn bị một lưới laser quanh ngọn đồi, đồng thời cho quân đội áp sát. Thông tin về Bạch Tuộc Khói cũng được công bố rộng rãi. Giờ đây ông thầy trở thành một con quái vật giả dạng giáo viên hòng bắt giữ học sinh làm con tin. Không những thế, thông tin về lớp E cũng bị leak ra cho đám bâu nhâu kiếm tin để khai thác. Mặc dù học sinh đã cố thanh minh cho người thầy của mình, nhưng bạn mong chờ gì ở các nhà báo và phóng viên? Để bảo vệ sự an toàn của lớp E, thầy Karasuma đã yêu cầu tất cả dừng nhiệm vụ ám sát và đừng làm khó cho anh nữa. Tưởng như đó là những lời bạc bẽo của anh thầy, nhưng Nagisa đã đọc ra ẩn ý ở trong đó. Trong thời hạn một tuần trước khi cú bắn đợt 2 được tiến hành, lớp 3E buộc phải lên kế hoạch giải cứu Koro Sensei nếu như không muốn âm dương cách biệt với ổng. Suốt thời gian sau đó, tuy bị giám sát không ngừng, đám trẻ liên tục trao đổi thông tin, sẵn sàng những trang thiết bị cùng thể lực cho nhiệm vụ cuối cùng, giải cứu người thầy đáng kính của lớp 3E. Ngày thực hiện đã đến, tất cả học sinh tập hợp lại và bắt đầu tiến hành kế hoạch. Thời gian trước khi chùm tia được phóng còn 3 tiếng nữa. Vốn đã thông thạo địa hình và kỹ năng đã mài sắc, cộng thêm khả năng lãnh đạo tác chiến đỉnh của chóp của Kama, tập thể 3E nhanh chóng hạ gục lính canh phòng khu vực, mở lối tiến vào lớp học để gặp lại người thầy đáng kính. Với uy lực của chùm sáng sắp bắn thì ngay cả trạng thái siêu phòng thủ cũng bị triệt tiêu. Hơn nữa dẫu có muốn trốn thì cũng chẳng thoát được sự truy đuổi của các chính phủ. Cái chết tầm này là thứ Bạch Tuộc Khói không thể né tránh được nữa. Họa đến phải đến. Thay vì ỉu xìu vì nó thì hãy tận dụng thời gian đẹp đẽ cùng nhau. Thầy Koro truyền dạy bài học cuối cho lớp E. Mong từng đứa trẻ ở đây dù mai sau có thế nào, chỉ như thế thì cuộc đời mới nở hoa. Bầu không khí tưởng chừng như căng thẳng nay đã được xoa dịu bởi những lời giảng, những cái vuốt ve đầy tình cảm và nụ cười biến thái của ông thầy Bạch Tuộc. Vào ngày này một năm trước, chính cô Aguri đã chọn làm sinh nhật cho thầy Koro. Vậy nên đám trẻ đã mang theo bánh sinh nhật để làm tổ chức ngày vui cho ông thầy của mình. Tuy nhiên thầy Koro chưa kịp thổi nến thì đã bị phá đám. Gã đồ trắng cùng con hàng của mình xuất hiện. Danh tính của kẻ đi cùng đã được lộ diện. Hắn là tử thần đời thứ hai, giờ cũng đã thành Koro 2.0 luôn. Ông thầy Bạch Tuộc giờ đây phải đối mặt với đứa học trò đầu tiên mà ông dày công bồi dưỡng. Trong quá khứ, tử thần từng là một đứa trẻ do mến mộ tài nghệ của Koro nên đã mạnh dạn xin học nghệ, bất chấp Koro chính là sát thủ lấy mạng cha của hắn. Nhưng ở thời điểm đó, Bạch Tuộc Khói lại là một gã thầy tồi với phương pháp giảng dạy phiến diện, thậm chí chưa từng nhìn vào sự nỗ lực của học trò, để rồi dẫn đến việc tử thần phản bội. Chỉ đến khi gặp được cô Aguri thì Koro mới nhận ra vấn đề của mình. Giờ đây là lúc mà ông phải sửa lại lỗi lầm do chính mình gây ra. Một cuộc chiến với người học trò tội nghiệp, tử thần mốt quái vật là sự tổng hòa của nhiều thứ ưu việt, năng lực ám sát đáng sợ, sự căm hận vô hạn và xúc tu có thể chạm vận tốc Mach 40. Vậy nên hắn dễ dàng áp đảo thầy Koro mà bón hành liên tọa cho ông. Nhưng đó không phải là mối nguy duy nhất. Tên đồ trắng cũng tự xiên xúc tu vào bản thân để tăng lượng hành cho Koro Sensei.
gã không ngừng chiếu tia sáng tím, khiến thầy Koro càng gặp khó khăn trong việc đỡ đòn. Tuy phải đối mặt với hai kẻ mạnh như vậy, thầy Koro vẫn muốn truyền tải cho đám trẻ một bài học mà lúc nãy chưa kịp nói. Bài học về khả năng chiến đấu toàn lực. Và bây giờ đích thân ông sẽ thị phạm cho lũ trẻ thấy. Cuộc chiến lúc này được đẩy lên cao trào. Những vụ va chạm liên tục tạo ra những vụ nổ âm thanh. Nhưng phần thiệt vẫn thuộc về ông thầy. Tưởng như kèo này phe đồ trắng sẽ win, nhưng bất ngờ tình thế lại xoay sang thế cân bằng. Với kỹ năng sử dụng xúc tu đã quá thành thục của mình, thầy Koro đã vô hiệu hóa dần những đòn đánh của tử thần và dùng đất bụi ngăn ánh sáng từ tên đồ trắng, không thể để mất lợi thế. Tên bác học điên giở trò chơi xấu, hắn ra hiệu cho tử thần nhắm đòn tấn công vào học sinh lớp E, buộc Koro Sensei phải lấy thân mình ra đỡ, không chỉ một mà là rất nhiều lần, khiến ông thầy hứng chịu tổn thất nặng nề. Giờ đây Nagisa cùng các bạn buộc phải thừa nhận rằng cậu cùng chúng bạn luôn là gánh nặng của thầy Koro. Nhưng Bạch Tuộc Hói phủ định điều đó. Những học trò yêu quý không phải là điểm yếu hay bất cứ thứ gì tồi tệ cả. Chúng là món quà quý giá nhất mà ông từng có. Việc bảo vệ lũ trẻ là trách nhiệm của mỗi bậc giáo viên. Nhân lúc địch không để ý, Sa Lánh đã ra tay giải vây cho thầy. Tuy nhiên sức cô bé có hạn, để rồi hậu quả là bị con quái vật ra tay sát hại. Chứng kiến cô học trò nhỏ ra đi ngay trước mắt khiến sát khí của thầy Koro bộc phát. Khi đã đánh mất nhân tính lẫn cảm xúc, cơ thể của ông thầy sẽ nhuộm đen. Khi ấy sức mạnh sẽ chạm đến mức độ cao nhất. Và để tăng sự kích thích cho cuộc chiến, tên đồ trắng búp thêm hàng cho tử thần để hắn unlock sức mạnh để kết liễu thầy Koro. Tuy nhiên đòn đó vô hiệu. Koro ở thì hiện tại đang không ngừng biến đổi màu sắc, tượng trưng cho những cảm xúc mà ông có, để tạo ra một thứ ánh sáng trắng tinh khiết trả đòn cho tử thần. Uy lực của nó thổi bay cả tên đồ trắng, khiến hắn va vào lá chắn laser rồi tiêu biến trong khoảnh khắc cận kề cái chết. Tử thần nhớ lại quá khứ của hai thầy trò. Đã từng có một lần hắn được nở nụ cười hạnh phúc khi được nhận lời khen từ thầy Koro. Ước muốn cả đời mà hắn theo đuổi là có một lần được chính người thầy của mình nhìn nhận. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn đã rơi nước mắt. Ngay sau khi tạm biệt người học trò lạc lối, Koro nhanh chóng tiến hành giành lại sự sống cho Sa Lánh để sửa sai trong quá khứ. Ông thầy đã không ngừng rèn luyện khả năng chữa trị của bản thân. Ngay sau khi Sa Lánh bị xiên, thầy Koro đã thu gom toàn bộ máu và tế bào sinh dưỡng của cô bé. Giờ đây chỉ cần nối các tế bào vào với nhau, thiếu thì thay bằng niêm dịch của thầy, cộng thêm sự support máu của các học sinh cùng nhóm huyết là có thể đưa cô học trò trở về từ quỷ môn quan. Ngay khi ca phẫu thuật kết thúc, bonus thêm một liều sung tim, Sa Lánh thực sự đã tỉnh lại trong sự mừng vui của bạn bè. Sau khi thấy cô bé đã bình an, ông thầy cảm thấy nhẹ nhõm rồi đổ gục xuống. Và giờ đây chính là thời điểm thích hợp nhất để lớp 3E kết thúc chương trình của lớp học ám sát. Thầy Koro mong những người tiễn mình ra đi sẽ là những học trò của ông, chứ không phải là thứ ánh sáng lạnh lẽo kia. Tuy rất nuối tiếc khi phải chia tay người thầy đáng kính, nhưng họ vẫn phải xuống tay. Những cô cậu học sinh trong lớp 3E chia nhau giữ lấy từng chiếc xúc tu của người thầy. Và người ra tay là Nagisa. Một năm dòng với bao lần kế hoạch, với bao lần nỗ lực ám sát, giờ đây cơ hội kết liễu chỉ còn là một cú đâm thẳng vào tim. Nhưng không hiểu sao nó lại nặng nề đến lạ. Trước lúc ra đi, thầy Koro muốn gửi lời tạm biệt đến những người đồng nghiệp đã sát cánh cùng mình, thầy Karasuma và cô Bích. Và cũng muốn điểm danh từng cái tên thân thuộc lần cuối. Mỗi cái tên ông đọc lên là từng ký ức tươi đẹp giữa thầy và trò lại hiện về. Đan xen vào đó là những bài học, những lời giảng, những lần vui chơi, những lần cùng nhau vượt qua thử thách, cả những nơi quen thuộc mà họ đã từng bên nhau. Thầy Koro không quên tên một ai, kể cả những học sinh bình thường nhất hay những đứa chỉ đến để giết thầy. Và sau khi điểm danh lần cuối, Nagisa buộc phải xuống tay. Tay cậu run bần bật, thầy Koro bảo: "Ê, đừng có mà kết liễu thầy trong sự tiêu cực." Cười tươi lên. Và Nagisa làm theo lời thầy dặn. Thầy Koro tỏa sáng rồi biến thành những đốm sáng bay lên, để lại tấm áo đã gắn bó với mình trong suốt một năm dòng. Lúc này cả đám học trò mới òa khóc. Họ đã tốt nghiệp, nhưng sự quan tâm của ông thầy Bạch Tuộc dành cho đám trẻ vẫn còn mãi. Trong suốt thời gian bị giam giữ trong trường, ông đã biên tập những cuốn kỷ yếu, cùng với đó là cẩm nang tương lai cho từng học sinh một. Suốt đêm hôm đó, lớp 3E đã cùng đọc cho đến khi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, khi những bông hoa anh đào nở rộ, cũng là ngày đầu tiên lớp 3E không còn nằm trong vòng xúc tu của thầy Koro nữa. Mọi chuyện đã kết thúc. Cả lớp đã đến tham dự buổi lễ trao bằng tốt nghiệp của trường Kunujigaoka. Họ được sắp xếp một chỗ ngồi trang trọng và được sướng tên khi nhận bằng tốt nghiệp từ chủ tịch. Với Nagisa, thầy Koro còn tặng riêng cho cậu một món quà đặc biệt. Tháng trước, Koro Sensei đã đến gặp bố của cậu để thuyết phục ông hãy về với gia đình, để Nagisa có được những lời chúc phúc tốt đẹp nhất nhân ngày tốt nghiệp. Nhớ lại những ký ức đó khiến cho Nagisa không thể kìm được nước mắt. Cánh phóng viên lúc này ùa tới đòi phỏng vấn lớp 3E, nhưng những học sinh lớp A đã tạo rào chắn
tháp tùng cả lớp E ra xe buýt để cho họ ai về nhà nấy. Một thời gian sau, trường Kunujigaoka bị tố gây nguy hiểm cho học sinh. Hệ thống lớp E cũng đã bị bãi bỏ, ngài chủ tịch cũng bị ép từ chức, nhưng đó không phải là vấn đề. Với tài năng của mình cùng sự giúp sức của những học trò cũ, ông cũng sẽ gây dựng lại nền giáo dục vì học sinh của mình sớm thôi. Do đã thành công trong nhiệm vụ ám sát, mỗi học sinh lớp E đều đã nhận được khoản tiền thưởng. Nhưng vì nghe lời giáo huấn của thầy Koro, họ chỉ giữ lại số tiền vừa đủ cho việc học tập, còn lại thì đi quyên góp và mua một món quà lớn. Chính là ngọn đồi nơi khu nhà lớp E tọa lạc. Hàng năm họ đều trở về nơi đây để dọn dẹp và cũng là để ôn lại những kỷ niệm. Mặt trăng khuyết, biểu tượng của thầy Koro cũng dần thay đổi. Nó sẽ quên đi hình dáng của nó ở hiện tại, nhưng biểu tượng trên tấm cà vạt của thầy Koro sẽ là thứ bất biến, ít nhất là trong lòng của đám học sinh lớp 3E. Thời gian trôi đi, thầy Karasuma đã lên làm bộ trưởng bộ quốc phòng, còn cô Bích cũng đã đạt được ước mơ làm vợ thầy. Các học sinh lớp E giờ cũng đã trưởng thành, đứa dấn thân vào showbiz, đứa bán mình cho tư bản, đứa thì dấn thân vào chính trường, đứa về kế thừa gia sản. Còn về Nagisa của thì hiện tại thì cậu đã thành công trở thành một người thầy, tưởng như một cuộc sống đúng ý sẽ đến. Ai dè cô cậu lại được xếp vào một lớp toàn đám du thủ du thực với vóc dáng nhi đồng của mình. Ngay trong buổi đầu đã bị lôi ra khè, nhưng chả sao cả, vì cậu luôn có một hình mẫu để noi theo, và cậu sẽ đưa lũ học sinh này vào quy củ. Và tôi quản quại, xin chào và hẹn gặp lại.